30.000 đồng bạc cho một miếng da trâu đầy lông lá này. Mục đích là ăn mừng cho một cơn mưa đã đổ xuống khu vực này khoảng hơn 1 giờ đồng hồ trước. Hiện tại thì khí hậu cũng đã trở nên trong lành và mát mẻ vô cùng. Trong niềm hân hoan vui vẻ cùng với một lòng biết ơn vô hạn, mình đã bắt tay vào xử lý đám lông lá dày cộm trên miếng da trâu này. Trước một công nghệ kho bằng lửa ga hiện đại thì đám lông lá cứng đầu đã bị thiêu rụi một cách không thương tiếc. Đặc biệt vào mùa này, bọn rùa nhặn độc hại đã xuất hiện khắp nơi, gây ra các chứng bệnh như ỉa chảy hoặc nôn mửa có thể ảnh hưởng nặng nề đến bản thân. Do vậy nên hai mặt của miếng da trâu đã được mình dùng lửa thui rất cẩn thận, không cho nó có cơ hội bốc mùi hôi thối thu hút bọn rùa nhặn. Đúng là một chiến lược rất tuyệt vời phải không mọi người? Khoảng 20 phút sau thì toàn bộ miếng da trâu đã được gội rửa sạch sẽ và việc băm chặt miếng da trâu này cũng vô cùng khó khăn. Hình như nó được lấy ra từ một con trâu to lớn và già nua thì phải. Nhưng với một sự thèm khát và lòng kiên trì của bản thân thì miếng da trâu cũng đã bị băm nhỏ ra thành từng miếng để dễ dàng sử dụng trong việc nấu nướng. Nhưng vì độ cứng của miếng da trâu này cũng đã nằm ngoài tầm kiểm soát nên mình cũng đã có một quyết định rất chân thành, đó chính là dành một nửa còn lại để cho tặng bên phía nhà ông già vợ. Đây cũng là một hành động tương thân tương ái mà cũng đã lâu rồi mình mới có cơ hội đền đáp. Xin tất cả mọi người hãy tập trung và cho một tràng pháo tay thật to để ủng hộ cho một hành động đẹp và đầy tính nhân văn này nhé. Và 5.000 đồng bạc xả tươi cũng đã được sử dụng nấu chung với món da trâu của ngày hôm nay. Gia vị nêm nếm như muối, bột ngọt, đường và đặc biệt hơn là tất cả số lượng còn lại của bịch cà ri bơ đã được cho hết vào trong nồi. Thật hoang phí phải không mọi người? Nhưng đây cũng là một quyết định đúng đắn khi phải hầm nấu miếng da trâu này trong một thời gian dài. Tận dụng chiếc lò ga để kích hoạt bếp lò trở nên nhanh chóng bốc lửa. Từ đó công việc nấu nướng cũng sẽ được rút ngắn thời gian nhiều hơn. Đúng là một sáng kiến táo bạo và tuyệt vời phải không mọi người? Khoảng hơn nửa giờ sau thì nồi da trâu có hiện tượng sôi rất mạnh. Nhưng để sử dụng được nó thì khả năng phải chờ đến ngày mai. Thôi đến đây mình cũng xin phép tạm dừng. Hẹn tất cả mọi người trong ngày ăn da trâu sắp tới.